Selena Gomez gây lú, tuy hai mà là một, tuy một mà lại là hai. Bức ảnh ghép của Selena Gomez hiện đang trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Vừa qua, Selena Gomez đã tham gia một hoạt động của thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty do cô sáng lập. Theo quan sát, tình cũ của Justin Bieber diện đậm họa tiết 2 giây với thiết kế xếp tầng điệu đà. Cô sử dụng áo khoác bên ngoài tạo sự duyên dáng cho diện mạo. Phải nói rằng kiểu tóc xoăn nhẹ và cách make up tự nhiên giúp Selena tỏa sáng trước ống kính máy ảnh. Nhờ vào việc giảm cân thành công mà Gomez trở nên tự tin hơn rất nhiều. Điều đáng chú ý là người hâm mộ đã ghép hình ảnh hiện tại của Selena với ảnh cách đây 4 năm của cô. Có không ít netizen nhận xét, Selena không có mấy thay đổi bất chấp thời gian. Tuy nhiên cũng có những cư dân mạng cho rằng, tuy trang phục ở hai thời điểm na ná nhau, cũng một con người đấy, nhưng rõ ràng Selena bây giờ đầm thắm khác với Selena trong quá khứ tươi trẻ có phần non nớt. Selena Gomez gần đây có thú nhận rằng những nhận xét tiêu cực về hình thể đã khiến cô quyết định rời bỏ mạng xã hội. Tôi đã không dùng mạng xã hội hơn 4 năm nay. Tôi hạnh phúc hơn, sống thiết thực hơn, tôi kết nối với nhiều người hơn. Nó khiến tôi cảm thấy mình là bình thường, Selena bày tỏ. Từng có khoảng thời gian tạm xa showbiz để tập trung cho việc điều trị bệnh lupus ban đỏ, Selena Gomez đánh dấu sự trở lại khi ra mắt album nhạc Latin Revelation. Nữ ca sĩ hạnh phúc khi được khán giả nhiệt tình đón nhận và ủng hộ, dù cho Selena Gomez gặp thất bại cho chặng đua giải thưởng Grammy 2022 vừa qua. Tuy nhiên, giọng ca Ice Cream cũng nhận không ít lời bình luận chê bai về hình ảnh khi không thể kiểm soát được vóc dáng hay sự trồi sụt của cân nặng. Selena Gomez cũng thừa nhận bản thân gặp cản trở về tâm lý khá nhiều khi đọc những bình luận tiêu cực đó. Thậm chí cô cảm thấy mất tự tin và sợ hãi mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Đây cũng là lý do suốt 5 năm qua, Selena Gomez gần như không nhận lời tham gia vào bất cứ sự kiện giải trí nào. Tôi như bị cuốn vào mớ bồng bông khi mọi sự quan tâm đều chỉ xoay quanh đến việc làm cách nào để có thể giảm cân hay sở hữu được 3 vòng gợi cảm. Tất cả mọi thứ khiến tôi mệt mỏi, căng thẳng và khó chịu suốt một thời gian dài, Selena Gomez nhớ lại. Sau những vòng luẩn quẩn đó, Selena Gomez quyết định giảm bớt sự bận tâm của mình đến vấn đề vóc dáng và cân nặng. Với nữ ca sĩ, điều quan trọng hiện giờ chính là đảm bảo sức khỏe cũng như giữ vững một tâm lý thật thoải mái. Cô thừa nhận bản thân đã học cách bỏ qua những thứ khiến cho tâm trạng bị ảnh hưởng tiêu cực. Trong đó, chỉ số về cân nặng không còn là vấn đề quan trọng với Selena Gomez vì bằng cách nào đó tôi vẫn sẽ luôn tự hào và yêu thương cơ thể của mình. Nữ nghệ sĩ cũng dành lời khuyên đến phái đẹp rằng đừng ảnh hưởng quá nhiều đến vẻ bề ngoài. Sự quyến rũ ẩn chứa bên trong sẽ tạo nên sự bí ẩn và gây tò mò muốn tìm hiểu của người đối diện. Điều này được Selena Gomez đúc rút kinh nghiệm từ những trải nghiệm cuộc sống, đặc biệt là khi cô phát hiện bị mắc căn bệnh lupus ban đỏ và chứng rối loạn lưỡng cực. Thời điểm đó được cho là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Selena Gomez. Cô nhận được sự hỗ trợ từ phía gia đình, bạn bè, nhưng lại có không ít những công kích từ dư luận nhắm vào Selena Gomez. Khoảng 4-5 năm trở lại đây, tần suất hoạt động trên mạng xã hội của tôi khá ít. Việc rời bỏ mạng xã hội khiến cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi hiểu rằng sự kết nối ngoài đời thực là quan trọng và bền vững hơn bao giờ hết, Selena Gomez nói. Hiện Selena Gomez tập trung toàn lực vào dự án lớn trong cả hai lĩnh vực, phim ảnh và âm nhạc. Cô cho biết đây chính là giai đoạn mà mình đã sẵn sàng bùng nổ bằng sự nhiệt huyết, năng lượng dành cho công việc.